xuống. Này. Đây chả khác gì con đi này còn sướng hơn là đi ấy luôn, xe điện luôn con ạ. Đúng không? Còn không sốc, xe của ba không sốc luôn. Cái xe này bằng cơ của ba không sốc luôn. Sướng hơn đi xe điện. Con giơ tay bắn bùm đi. Bùm bùm. Con thu hoạch nào, thu hoạch bóng đi. Nhặt bóng. Con thu hoạch bóng nào, thu hoạch của bóng nào, nào thu hoạch bóng. Đúng rồi, thu hoạch. Rồi, vào giỏ. Lại nhặt quả bóng vào giỏ tiếp nào. Thu hoạch lấy quả bóng vào giỏ nào. Ba con mình đang đi thu hoạch bóng mà. Thu hoạch bóng thôi. Thế ơi. Thu hoạch bóng một. Đấy, chơi rất nhẹ nhàng. Chỉ cần 2, 3, 4 con tay, 5 con tay. Ghế tựa êm chưa? Mày thấy cái ghế tựa êm chưa? Ê, đơn giản đâu. Ghế tựa. Nào ba cũng nhìn. Thằng nào ba cũng lo xa hết. Đấy. Ngồi nó mới được đẩn này, chứ nó ngồi dựa vào cái này đau. Cái này á. Nằm lại chơi được với con cậu đuổi. Nhìn con nhìn. Thế này chiều ba sẽ làm cái bàn kia to hơn vào đây. Thôi đừng ngậm bóng. Cho làm cái ấy giúp con ngủ luôn. Như cái nôi ấy. Làm cái gì? Kiểu như nào? Đấy như này thôi. Cái gì to để đợi? Lấy cái miếng nắp nhựa này kia. Đặt con làm lên như nôi luôn. Thôi bỏ ra. Quay lại cái ngang này. Ơi. Không. Ăn vạ. Ngồi. Mẹ cho pha con bị sữa đi nhé. Cháu lại ăn không đủ con. Con được mấy. Này. Bắt đây con muỗi này. Ua, balasabucha. Yeah.